Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Năm học 2018-2019, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang có tổng số 864 em với 37 lớp theo học 11 ngành nghề. Bên cạnh đào tạo trung cấp, trường còn thực hiện nhiệm vụ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, nên đối tượng học tại trường là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương vào học trung cấp song song với học sinh trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên. Trong năm học 2019-2020, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng.